Vâng, đây em đang nghe đây. Anh có nghe được, có được nói không ạ? Có, nhưng mà cái tiếng nó cứ bị rè rè anh. Tôi là Nguyễn Minh Thành đấy, thì bây giờ tôi sẽ kết bạn qua Zalo. Rồi, vâng, anh đợi từng chút. Vâng. À, anh nghe rõ chưa? Rồi rồi, em nghe rõ rồi đấy, anh nói đi. Vâng, tôi gọi cho anh từ bên chi cục thành phố, nơi chuyên tiếp nhận và trả hồ sơ. Tôi gọi điện cho anh để thông báo, yêu cầu anh vào 8 giờ sáng ngày mai cầm theo căn cước công dân và hai bản sao giấy phép kinh doanh lên chi cục thành phố, phòng số 2, bộ phận kê khai để kiểm tra và cập nhật hồ sơ. Của thành phố nào nhỉ anh nhỉ? Huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tức là bây giờ là cầm lên chi cục huyện Bắc Sơn hay cầm lên thành phố? Cầm lên huyện Bắc Sơn. Cầm lên huyện Bắc Sơn ở phòng... gặp anh nào ạ? Anh cho em tên để em lên. Đồng Trung. Đồng Trung ở trên chi cục thuế vào ngày mai. Bây giờ có được không ạ? Hay là bắt buộc phải ngày mai? Được. Alo. Anh nghe tôi nói không ạ? Có, đây đang nghe đây, nhưng mà em đang bảo là ngày mai mấy giờ anh? Ngày mai 8 giờ sáng. 8 giờ sáng đúng không ạ? Ok, thế ngày mai em lên. Vâng. Giấy phép kinh doanh photo 2 bản ạ. Vâng, giấy phép kinh doanh photo 2 bản. Vâng, giấy phép kinh doanh photo 2 bản này. Căn cước công dân này, lên cập nhật lại cái giấy phép kinh doanh của anh hay là chỉ lại thôi? Vâng, áp dụng chính sách để anh cầm theo căn cước công dân và giấy 2 bản sao của giấy phép kinh doanh lên chi cục thuế để áp dụng chính sách miễn thuế và hoàn thuế môn bài cho anh ạ. Anh hiểu không? À, được hoàn thuế môn bài ạ. À vâng, thế để sáng mai em lên, À, lên chỗ tầng, lên tầng 2 hay tầng 3 anh? Tầng 2. Tầng 2 ạ. Vâng, có gì ngày mai em lên nhé. Vâng. Dạ vâng. Anh cầm theo căn, cước dân lên trên này để đổi mã số thuế từ chứng minh nhân dân qua căn cước công dân anh hiểu. À, tức là cầm, vâng, em hiểu rồi, để có gì ngày mai em lên nhé. Vâng. Và anh định danh mã thuế thu nhập cá nhân của mình lên tổng thông tin điện tử. Vâng, có gì ngày mai em lên gặp xong, có gì cái gì cần làm thì anh cứ hướng dẫn em với nhé. Vâng. Anh cứ từ, tôi còn rất nhiều người đang, tôi đang hướng dẫn cho anh cơ mà. Ừ, thì có gì ngày mai em lên gặp trực tiếp, xong có gì cần làm cái gì thì anh cứ hướng dẫn em với, vì bây giờ em cũng, nếu mà nói thì em cũng chưa biết là phải làm cái gì nhiều. Vâng, anh cứ từ bây giờ anh vào Zalo, anh kết bạn với cấp trên của tôi để anh ấy gửi hồ sơ cho anh để anh đối chiếu cho có đúng không ạ? Thế thì không cần đâu, bây giờ em có hai bước chân, em ngay sát thuế thì em qua xong anh làm luôn giúp em đi nhé. Em ngay sát thuế đấy mà. Anh phải, bây giờ anh nhờ tôi cần xác nhận anh để anh được, tôi gửi hồ sơ cho anh để anh. Ok, vâng, thế đấy anh cứ gửi cho em đi. Hỗ trợ và hướng dẫn cho anh cách cập nhật thông tin để lấy lại hồ sơ lên cổng thông tin để lấy mã xác nhận anh hiểu. Vâng, thế đấy anh gửi giúp em nhé. Vâng. Đi nhìn về đường này này. Đường này là lên Thanh Yên này. Ồ, đường này thì dốc hơn nhiều. Đấy rồi. Đây các bác vào đến bản Luông, Vũ Lăng rồi. Đúng rồi, đường thế thì đường vừa rồi dốc hơn thật. Đường mình đi đã dốc thế rồi. Họ biết là mình chở thiết bị, họ không cho đi dốc quá. Đây là điểm trường bản Luông, gồm có tiểu học 2 Vũ Lăng là đây nhé các bác. Còn đây dưới này là nhà văn hóa đây. Mầm non khu cũng đều ở đấy hết cả thôi các bác. Ok, đến nơi nha, bây giờ sẽ lắp đặt xong chút lại quay review một chút nữa.